Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với clip tiếp theo của Hàng Hot Thái Thắng. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục mang đến cho mọi người thêm một dòng sản phẩm ống nhòm cầm tay một mắt cho mọi người. Thì cái sản phẩm này nó cũng có mức giá rất là rẻ nha mọi người, rẻ nhất Việt Nam luôn ha. Đây, và cái mã của sản phẩm này là Nikola 8x18 ha. Và cái thương hiệu Nikola này thì lúc trước nó của Nhật cho mọi người, và bây giờ thì nó đã bán cái thương hiệu cho Trung Quốc rồi ha mọi người. Nhưng mà chất lượng kính cũng như là cái độ bền của cái sản phẩm Nikola này thì khá là cao, thì mọi người có thể an tâm sử dụng ha. Đây. Và đối với những dòng kích thước siêu nhỏ gọn này thì mình có thể sử dụng để trong những cái mục đích như là xem thể thao nha mọi người, hoặc là sử dụng để du lịch cắm trại hoặc dã ngoại ha, và mình có thể cho trẻ em sử dụng đồ thoải mái luôn nha mọi người. Kích thước siêu nhỏ gọn, độ bền cao. Đây. Mã của sản phẩm Nikola 8x18 ha, và nó có cái độ phóng đại là 8 lần nha mọi người, và đường kính là 18 mm. Đây. Thì bây giờ mình sẽ mở hộp sản phẩm này ra luôn. Đây, ở trong thì cũng có hướng dẫn sử dụng ha mọi người. Đây. Đây. Và một cái túi đựng. Đây rất là nhỏ gọn ha. Rồi đây. Ở đây mình sẽ có thêm một cái khăn lau kính nha mọi người. Đây là một gói hút ẩm. Còn đây là nhân vật chính, sản phẩm chính của mình đây, Nikola 8x18, góc nhìn 6 độ nha, 9 độ nha mọi người. Đây góc nhìn cũng tương đối rộng ha. Đối với những dòng nhỏ gọn như này thì mình cũng xin nói thêm là cái chất liệu của cái ống nhòm này và kính ở bên trong thì nó làm hoàn toàn bằng chất liệu quang học, kính 100% luôn nha mọi người. Nó không phải bằng mica hoặc là bằng nhựa như những cái dòng sản phẩm trôi nổi trên thị trường ha. Tuy nhỏ gọn giá rẻ nhưng mà cái chất lượng hình ảnh nó cho mình nó rất là cao. Đây. Đây nha mọi người. Và cái chất liệu của nó ở bên ngoài thì làm bằng nhựa ABS nha mọi người. Đây nên cái độ bền nó cũng tương đối là khủng ha. Đây, mình có nó có thể chịu được va đập hoặc là rơi rớt ở cường độ nhẹ thôi nha mọi người. Nhưng mà mọi người cũng nên hạn chế ha. Đây. Và tiếp theo thì mình sẽ đi vào những cái phần chức năng trên cái ống nhòm này. Đầu tiên thì ở phần thị kính thì mình sẽ có cái núm cân bằng mắt nha mọi người. Như mắt mọi người cận loạn hoặc là viễn thị gì đó thì mình sẽ xoay đây để cân bằng mắt lại ha, để cho đảm bảo cái chất lượng quang học mình quan sát được tốt nhất. Tiếp theo là ở trên phần đây, trên thân ống nhòm thì còn có thêm một cái sợi dây đeo nha mọi người. Đây để mình xỏ cái tay vào ha, để nó không có bị rớt khi mình lỡ có buộc dục tay gì ra ha mọi người. Đây, và ở trên cái phần thân thì còn có thêm một cái vòng xoay lấy nét cho mọi người, xoay đi ấp ha. Đây, khi mà mình quan sát ở từng điểm khác nhau thì mình sẽ xoay lấy nét ra nha mọi người, để đảm bảo cái hình ảnh nó sắc nét nhất ha. Đây ha, Nikola 8x18. Và cái trường nhìn của cái ống nhòm này rộng 131m tại 1000m nha mọi người. Có nghĩa là khi mình quan sát ở cái khoảng cách 1000m thì cái khoảng nhìn khi mà mình quan sát thông qua cái ống nhòm này sẽ là 131m ha. Đây trường nhìn rất là rộng nha mọi người. Dòng ống nhòm giá siêu rẻ, kích thước nhỏ gọn ha, có phù hợp cho tất cả những đối tượng sử dụng như là trẻ em đến người lớn. Đây, có thể dễ dàng bỏ túi quần, túi áo hoặc là ba lô, túi xách mọi người, thì mình có thể dễ dàng cầm trên một tay luôn ha. Đây. Thì nếu như mọi người thấy thích hoặc là có nhu cầu sử dụng cái ống nhòm Nikola 8x18 giá siêu rẻ này thì mọi người cứ tham khảo trực tiếp ở địa chỉ là số 12 ngõ 51 Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội, và trong khu vực miền Nam là 129 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, và số điện thoại liên hệ là 0912245244 hoặc 0974440097. Và trang web của bên mình là điện tử thắng.com ống nhòm.net nha mọi người. Ở trên đây thì có rất là nhiều cái sản phẩm đến từ nhiều cái thương hiệu ống nhòm ha. Đây, như là những cái sản phẩm đến từ cái thương hiệu Konos của Italia ha, Dresser, Steiner của Đức, Busnel, Vortex của Mỹ, và những cái dòng giá rẻ giá bình dân như là của thằng Canon, Nikola và có công văn ha, có rất là nhiều. Và ngoài ra thì bên mình còn cung cấp thêm những cái dòng máy dò vàng, dò kim loại, dò đá quý nha mọi người. Những dòng đèn pin siêu sáng, đèn pin lặn, đèn pin tự vệ, đèn pin cứu hộ chống cháy nổ ha. Những dòng ống nhòm đêm, kính thiên văn hoặc kính hiển vi, thiết bị kiểu số, đồ công nghệ, khung ảnh số, máy ghi âm, camera hành trình, mirror không dây, có dây mirror nghỉ ha, các dòng camera dưới nước, camera nội soi công nghiệp.
Rồi nha mọi người, thì mình xin kết thúc video tại đây ha, và mọi người nhớ like và đăng ký kênh YouTube của mình để khi mình ra video mọi người sẽ nhận được cái thông báo cho cái video mới nhất ha, để mọi người không có bỏ lỡ bất kỳ cái video nào của bên mình. Và xin chào và hẹn lại mọi người ở video sau.